Việt Nam có nên tự hành hóa tên lửa Pecora 2PM? Phiên bản Pecora 2PM Alepada cũng do Belarus nghiên cứu chế tạo được xem như bước đi mới trong quá trình nâng cấp các tổ hợp SA-3 Pecora. Hiện nay thì Việt Nam đang sử dụng các tổ hợp tên lửa phòng không Pecora 2PM. Đây là phiên bản hiện đại hóa từ SA-3 Pecora nguyên bản do công ty Tentret của Belarus thực hiện, mang lại sức mạnh mới cho vũ khí đã có phần lạc hậu này. Chưa dừng lại ở đó, một công ty khác cũng của Belarus là Alexkrupp đã cho ra mắt một biến thể khác của S-125 Pecora có tên gọi là S-125-2PM Alepada. Đây thực chất là phiên bản tự hành hóa của Pecora 2PM và được coi là bản nâng cấp của Pecora 2PM do Nga chế tạo. Khác biệt lớn nhất giữa Pecora 2PM và Pecora 2PM là các thành phần như bệ phóng, xe radar điều khiển hỏa lực, cabin điều khiển đều được đặt trên khung gầm xe đầu kéo bán tự hành và ứng dụng một số công nghệ áp dụng trên S-300PMU-1 khiến cho hai tổ hợp này có thể phối hợp tác chiến cùng với nhau. Vậy sau khi Belarus giới thiệu phiên bản mới S-125-2PM thì liệu Việt Nam có nên ứng dụng vào phiên bản S-125-2PM của mình để mang lại sức chiến đấu cao hơn cho chúng? Để trả lời câu hỏi trên cần đánh giá qua tính năng kỹ chiến thuật của S-125-2PM. Đầu tiên đó là S-125-2PM có cự ly tiêu diệt mục tiêu tối đa là 35 km ở trần bay 20 km. Thông số này của S-125-2PM chỉ là 32 km và 20 km, như vậy là tầm xa ít hơn một chút. Thời gian triển khai thu hồi của S-125-2PM là 25 phút, trong khi S-125-2PM cũng chỉ tương đương mặc dù đã đặt trên khung gầm xe rơ móc, chưa kể đến việc Alepada nặng nề hơn nhiều nếu đặt cạnh Pecora 2M của Nga từng bị Việt Nam từ chối vì cho rằng là không phù hợp với điều kiện của mình. Cải tiến có lẽ đáng giá nhất giữa Pecora 2TM và Pecora 2BM đó là sản phẩm của công ty Alexkrupp sử dụng một vài công nghệ áp dụng trên S-300PMU-1. Tuy nhiên đây cũng không phải là điều quá khó khăn với Việt Nam, vì chúng ta được cho là đã làm chủ công nghệ nâng cấp S-75 lên S-75M3 với việc áp dụng công nghệ tương đương. Ngày nay, khi đã được phía Belarus hoàn tất bàn giao công nghệ cải tiến S-125-2TM, Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng thực hiện thêm một số thay đổi như chia sẻ công nghệ cùng S-300PMU-1 của mình mà chẳng cần thuê chuyên gia nước ngoài. Với những đặc điểm vừa nêu trên của S-125-2PM Alepada, có lẽ cũng không cần thiết lắm để nâng cấp toàn bộ S-125-2PM của Việt Nam lên chuẩn này, có chăng chỉ là thí điểm một vài bộ khí tài mà thôi. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.